Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin AFK Mobi có được, thì tựa game nhập vai chủ đề tiên hiệp Cửu Thiên Mobile đã được nhà phát hành Soha Game, team khu vực Hồ Chí Minh đưa về Việt Nam thành công. Đặt chân vào thế giới tu tiên kỳ ảo của Cửu Thiên Soha Game, người chơi có thể lựa chọn hóa thân thành một trong 5 lớp nhân vật đến từ tam giới. Theo đó, mỗi nhân vật đều sở hữu vũ khí và các bộ kỹ năng chiến đấu riêng biệt cho bạn tùy ý kết hợp. Ngoài ra, game thủ cũng có thể học thêm và dùng các kỹ năng hỗ trợ chiến đấu từ chân thú, thần dực hay thần khí nữa. Chính điều này giúp bạn có thể tùy biến và xây dựng thành nhiều bộ combo skill đa dạng tùy vào mục đích đi PvE săn đồ hay PvP so trình PK cùng người chơi khác. Cửu Thiên Mobile sở hữu nền đồ họa 3D đẹp mắt với các thiết kế theo hướng hoạt hình chibi dễ thương, mang màu sắc tươi sáng. Các chi tiết trong game như tạo hình nhân vật, hệ thống trang bị đều được thể hiện một cách sống động, kết hợp với nhiều loại hiệu ứng ánh sáng cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt, lối chơi MMORPG của game được thể hiện rõ nét trên các tuyến bản đồ mở vô cùng đa dạng về bối cảnh. Lúc này, người chơi được tự do điều khiển nhân vật tham gia các chuỗi nhiệm vụ, hoạt động đầy kịch tính. Có thể thấy, thế giới tiên ma này luôn tràn đầy những con boss hung tợn, toan tính hạ sát bạn bất cứ lúc nào. Nhưng cũng đầy hấp dẫn với đủ loại bảo vật, thần thú, kỳ ngộ đang chờ game thủ lĩnh nhận. Cứ thế, người chơi có thể thoải mái hành động, di chuyển, đánh quái làm nhiệm vụ, thăng hàng trăm cấp, nâng lực chiến bản thân, rồi săn boss kiếm đồ, giao dịch tự do ở chợ. Và đặc biệt, game có hệ thống phu thê, bang chiến, lôi đài tranh hạng lên server, chân thú đồng hành cực kỳ đa dạng. Bên cạnh đấy, bạn còn được thỏa sức sáng tạo style nhân vật của riêng mình với hệ thống ngoại trang đa dạng mẫu mã. Tất nhiên, ngoài việc tô điểm thêm cho vẻ đẹp lộng lẫy của nhân vật, thì những công năng này còn giúp người chơi gia tăng khá lực chiến nữa. Nhìn chung, với đồ họa chibi bắt mắt, cách chơi nhập vai cày cuốc dễ nắm bắt cùng rất nhiều phần thưởng giá trị dành tặng miễn phí cho người chơi, mà bạn có thể tự tin thể hiện khả năng cày cuốc PK của mình khi dấn thân vào game mới Cửu Thiên Mobile của nhà phát hành Soha Game trong tháng 7 tới đây. Năm hệ phái nhân 12 kỹ năng, tự do build theo sở thích PK. Solo rank lên server gay cấn, chỉ cần chơi 60 phút mỗi ngày. Săn boss rơi đồ đỏ, không giới hạn, bán tự do. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.